Đây. Nếu làm cái cầu thang đi làm chỗ cho anh em tối có chứ lên đánh bài anh biết cho nó thoáng. Người hàng thang sau rồi. Ừ. Mức độ chui lên đây. Ngồi lên nó thoáng cũng ảnh hưởng đến ai. Nhiều gì rộng rãi phải không? Thế. Hùng nhà tôi ra ngoài bị bắt rồi. Chắc sắp về rồi. Cơ bản cũng tính sắp về rồi. Chán rồi. Tính về hôm thấy ông nói chuyện mà thấy nhận sắp về rồi. Hôm cầm điện thoại lên là xóa hộ ông ấy. Ngồi tí nói chuyện ông mà chắc là chú Hùng chắc sắp về rồi. Bà mới nhớ xuống thông cho cái bạc mà thế không mà. À có đóng tiền đấy không? Đóng tiền đấy chứ? Anh đóng tiền gì thôn chứ? Làm gì có ai đóng đâu, đã bảo rồi. Sao có ai đóng, chỉ có mỗi mấy nhà anh em họ hàng liên quan đến thì cái kiểu đóng chứ. Có đảng thì phải đóng. Anh em mình thừa hiểu bây giờ thì mẹ kệ mẹ mà chúng mày đéo làm cho bố thì bố đéo làm cho chúng mày nữa. Đéo đóng được là nó khác phải thay thế không? Chưa đóng. Thì tất cả cùng nhau không, nó không làm gì được, nó khác phải họp dân nữa. Được có mấy người thôi. Chắc là mấy người ở trong đấy thôi. Người nhà ấy, được đâu phải được độ trăm người ấy, thì nó cái độ ở trong người nhà không? Rồi đảng viên không? Rồi hội trưởng các hội nhóm kiểu nông dân tập thể nhưng mà món ông Lý đấy. Tham gia đó. Mình dân mà nông. Để ý đấy xem cho nếu mà trước kia chưa có vấn đề gì gọi loa tận tai tận tin gọi đóng loa gọi rất tốt. Nó sửa loa kêu mầm thì mày à, đau hết cả đầu. Nhiều lúc mà chính em muốn lên một cắt cụ mày dây đi mày à mình những lúc cần gọi.